vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước, là cửa ngõ và là cầu nối kinh tế của Việt Nam ra thế giới. Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có đóng góp rất lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và ngân sách. Toàn vùng Đông Nam Bộ chiếm 18,6% dân số cả nước, đóng góp 38% GDP cả nước và có GDP bình quân đầu người đạt 115,2 triệu đồng, cao gấp 1,84 lần bình quân cả nước, đóng góp 48% kim ngạch xuất khẩu, 40,73% ngân sách, chiếm 46,5% số dự án đầu tư và 43,23% vốn FDI toàn quốc. Dù vậy, theo nhiều chuyên gia, tổ chức nghiên cứu kinh tế quốc tế, thời gian qua sự phát triển của vùng chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trong đó, một trong những nguyên nhân được xác định là hạ tầng giao thông chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển. Gỡ được điểm nghẽn này sẽ tạo ra sức bật mạnh mẽ cho cả vùng và sẽ làm cú hích cho cả nền kinh tế. Do đó, hai năm gần đây, chính phủ đã thúc đẩy mạnh mẽ các dự án hạ tầng giao thông cho khu vực này. Không ít công trình hạ tầng giao thông đã được đầu tư, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả cao như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường vành đai 2, mở rộng xa lộ Hà Nội, mở rộng quốc lộ 51. Các dự án khác đang được khởi công như sân bay quốc tế Long Thành, các dự án đang về đích như cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và mới nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, giải tỏa áp lực cho quốc lộ 51 và phát triển hạ tầng hàng hóa, địa ốc, du lịch. Gần đây, nhiều dự án trọng điểm mới được đầu tư và có kế hoạch thực hiện thời gian sắp tới, đang mở ra cơ hội cho kết nối vùng Đông Nam Bộ như cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh Một Bài, đường vành đai 3, vành đai 4, các cây cầu lớn, cao tốc Bắc Nam phía Đông, sân bay Long Thành. Bà Rịa Vũng Tàu thì là một cửa ngõ hàng hải quốc tế với cảng Cái Mép Thị Vải đang được chính phủ và trung ương quan tâm đầu tư trở thành một cái cửa ngõ của vùng đồng bằng của vùng Thành phố Hồ Chí Minh và là cái đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các cái vùng lân cận như đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh thì nơi tập trung rất nhiều cái nguồn hàng hóa và là một cái trung tâm kinh tế lớn của vùng trọng điểm phía Nam. Thế thì hiện nay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu thì chủ yếu thông qua các cái tuyến về đường bộ, thì thông qua các tuyến huyết mạch như là cái tuyến quốc lộ 1, tuyến quốc lộ 51 thì hiện nay đã quá tải và lượng đối với những cái phương tiện giao thông mà có trọng tải lớn như container thì cái việc di chuyển rất là khó khăn và cái việc mà tắc nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên. Khi hệ thống hạ tầng giao thông trên được hoàn thiện thì tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của khu vực này sẽ bật lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn những hạn chế. Nhiều hệ lụy từ điểm nghẽn giao thông đã đẩy chi phí logistics lên cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong cạnh tranh. Đơn cử, một container từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu đắt hơn đi Singapore. Từ Nhân Trạch về Cái Mép chỉ 40 km nhưng phí vận chuyển một container đến 4,3 triệu đồng. Nghiên cứu chỉ ra rằng ở Việt Nam, chi phí cho logistics gần 21% GDP, cao hơn rất nhiều so với EU là 10%, Nhật Bản 11%, hay Thái Lan 18%. Trước hết thì nói vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đó đã gồm 7 tỉnh thành phố. Tuy nhiên từ đầu thập niên 90 đó thì chúng tôi gọi là một cái tứ giác kinh tế là gồm có Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây được xem như một cực tăng trưởng và một cái động lực cho cả cái vùng. Và đây là cái địa bàn nối kết miền Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Do đó là vấn đề liên kết vùng, đặc biệt về hạ tầng giao thông để khai thác thế mạnh của cái tứ giác này là cực kỳ quan trọng. Có thể nói rằng một trong nguyên nhân liên kết phát triển vùng trong thời gian vừa qua chưa đạt được yêu cầu là do sự chậm trễ của hạ tầng giao thông kết nối. Thì trong đó là đặc biệt là khi làm cảng Cái Mép Thị Vại thì hệ thống giao thông kết nối ở cái vùng công nghiệp đến cảng là bị tắc. Do đó tôi cho rằng hiện nay rất cấp bách để là giải nhanh đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và thứ hai là đường vành đai 3 nối cái vùng này. Đây là hai công trình tôi cho rằng rất trọng điểm phải triển khai ngay trong giai đoạn 21-2015 này. Và đặc biệt ở đây sẽ có một điểm nhấn sông Lâm, nó hình thành cái sân bay Long Thành. Và giao thông kết nối giữa sân bay của vùng với các địa bàn này cũng cực kỳ quan trọng. Có thể nói lại, nếu tạo điều kiện tốt về kết nối hạ tầng, thì tứ giác kinh tế này sẽ là
có một cái cực tăng trưởng, nó thúc đẩy chung cho cả vùng. Và tôi xin nhắn lại là không chỉ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà nối kết đồng bằng sông Long và cả Tây Nguyên. Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đóng vai trò trung tâm, đầu tàu. Hạ tầng giao thông của cả khu vực đều có điểm kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, hạ tầng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa có mối quan hệ hữu cơ, vừa có vai trò là bệ phóng cho phát triển kinh tế xã hội cho cả khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu thì qua các qua cửa ngõ phía Đông và gồm cái xa lộ Hà Nội, rồi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và một số cái tuyến chính khác. Thì thời gian qua thì Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Bình Dương, Đồng Nai thì cũng đã có cái chương trình kế hoạch đầu tư phát triển cái hệ thống hạ tầng giao thông cùng với đầu tư quan tâm của Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ. Thì cái cửa ngõ phía Đông thì của Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông là phát triển tương đối nhanh. Và chúng ta hiện nay cũng tiếp tục phía Đồng Nai thì mở rộng, tức là đầu tư thêm cái tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, rồi nghiên cứu mở rộng thêm nhiều tuyến nữa. Thì dự kiến thì trong cái tương lai gần đây thì cái lưu thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu thì ngày càng được phát triển hơn. Và như vậy thì nói chung cái kinh tế cái vùng trọng điểm Việt Nam là một trong những cái khu vực phát triển nhanh nhất. Và theo tôi thì nếu mà cái hệ thống giao thông được đầu tư hoàn chỉnh hơn nữa thì cũng sẽ là cái tạo cái tiền đề, tạo cái dư địa, tạo cái điều kiện để phát triển kinh tế nó rõ rõ nét hơn. Đặc biệt thì hiện nay thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng với Đồng Nai đang nghiên cứu để mà có thể đầu tư thêm một cái cầu kết nối từ Nhân Trạch, thành phố Nhân Trạch sang phía Thành phố Hồ Chí Minh, có thể là khu vực quận 2 hoặc quận 7, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu. Thì đó cũng là một cái hướng phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đồng Nai. Điểm nghẽn rất lớn hiện nay là quốc lộ 51 và đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đang quá tải. Đây là con đường vận chuyển hàng hóa huyết mạch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Trị Vũng Tàu. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, kỳ vọng sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn này và động lực mạnh mẽ cho khu vực này cất cánh. Thì cái này tôi khẳng định là đây là một cái chủ trương đầu tư hết sức cần thiết, bởi vì nó nối hai cái vùng kinh tế trọng điểm Biên Hòa Vũng Tàu giáp với lại phía đông của đất nước Đông Tây Nguyên, rồi Vũng Tàu là một cái trung tâm kinh tế du lịch rất là lớn, kế đó là nó rẽ nhánh sang cảng Kỳ Bãi, thì đây là một tuyến đường mà phải nói là hết sức là phải cần thiết đầu tư. Khi tuyến đường cao tốc này hình thành thì nó đem lại cái lợi ích rất lớn về kinh tế, mà không những là về mà đặc biệt là bất động sản. Báo cáo với các anh là dọc cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu rồi nối ra cảng Thị Vải, cảng Cái Mép, thì hai bên cao tốc nó sẽ hình thành những cái cụm đô thị rất lớn. Việc này ấy là giúp cho Biên Hòa, giúp cho Bà Rịa Vũng Tàu phát triển về bất động sản, phát triển về khu vực các cái thành phố vệ tinh rất là lớn. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ vẽ nên viễn cảnh kinh tế, xã hội tươi sáng nào trong tương lai cho thành phố biển? Hiện nay là để kết nối Bà Rịa Vũng Tàu với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ thì độc đạo có duy nhất cái tuyến là tuyến quốc lộ 51. Và hiện nay thì cái tuyến quốc lộ 51 cũng đã là có dấu hiệu mãn tải trong những cái ngày cao điểm, đặc biệt là cuối tuần thì cái tuyến quốc lộ 51 là có cái hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ và làm giảm cái khả năng khai thác cũng như là khả năng thông xe của cái tuyến quốc lộ 51. Chính vì vậy là cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là một cái tuyến đường nếu được đầu tư nâng để đưa vào khai thác thì cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ là một cái tuyến đường rất là có ý nghĩa trong cái việc là giải quyết cái sự ùn tắc của quốc lộ 51 và cũng như là kết nối giao thông cho cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ một cách được thuận lợi, thông suốt và
Nó còn ngoài ra thì nó còn có ý nghĩa là đây là một cái tuyến giao thông kết nối cái hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải với sân bay Long Thành và đi vào trong các cái tuyến là giao thông đối ngoại của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì đã được là đưa vào quy hoạch tuyến đường cao tốc, hệ thống đường cao tốc từ những cái năm 2010 và cũng đã được là nghiên cứu để là triển khai đầu tư. Nhưng mà lúc đó thì là nghiên cứu cái giai đoạn 1 từ Biên Hòa xuống tới hệ thống cảng. Tuy nhiên thì cái việc triển khai thì là cũng chưa được theo cái hình thức là kêu gọi nhà đầu tư thì cũng chưa được là triển khai. Chính vì vậy cho nên đến khoảng năm 2018 thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng có đề nghị với lại Bộ Giao thông Vận tải cho nghiên cứu cái tuyến đường cứu lại cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và như anh đã biết, đến ngày 23 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu theo cái hình thức PPP và cũng giao cho Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện cái dự án này. Thì hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đang giao cho Ban Tâm Lâm để là triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như là thực hiện các cái bước tiếp theo. Trong cái chương trình phát triển phục hồi kinh tế đến năm 2023 thì hiện nay là Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có đồng kiến nghị với lại là Bộ Đầu tư với Thủ tướng để là đầu tư theo cái chuyển hình thức sang hình thức đầu tư công để là có thể nhanh chóng triển khai cái dự án này để là kịp là đáp ứng cái việc đưa vào khai thác vào cuối năm 2025 đồng bộ với cái sân bay cảng hàng không Long Thành. Phát triển hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là lợi ích chiến lược quốc gia. Tập trung ưu tiên nguồn lực quốc gia và có cơ chế phát triển vượt trước cho vùng Đông Nam Bộ để đầu tàu này trở thành đầu tàu hiện đại, vùng dẫn dắt mới, phát huy đúng lợi thế và tiềm năng.